mình vừa làm mình vừa trộn luôn hả chị? Đúng rồi, bán nhiều bò. Chị làm nhiều mà dạ. Nên đồ ăn ở đây là không có sợ bị trứng nè. Làm cho em chị có cho nhiều không vậy? Chị em thấy 25 ngàn vậy là tương đối rộng rãi. Chị bán thêm. Dạ. Xin chào buổi sáng mọi người nha. Bây giờ khoảng làm trưa được 7 giờ ngày Chủ nhật mọi người ơi. Đó mọi người thấy đường xá rất là trống trải luôn, nhưng mà đây đường xá rất là vắng vẻ nha. Nhưng mà hiện tại mình đang đứng ở chỗ bánh mì chảo đó, rất là đông vui nha. Rồi mình sẽ quay địa chỉ cho người xem. Bánh mì chảo có tên là Như Ý, mọi người thấy ở đây chỉ có 25 ngàn thôi. Địa chỉ là 021 Lô H, chung cư Ngô Gia Tự nha. Có số điện thoại luôn nè. Đó. Tháng từ 6 giờ đến 2 giờ thôi. Mình thấy không gian ngồi ở trên vỉa hè mọi người thoải mái ghê. Thôi mình sẽ vào mình chia sẻ cho người địa điểm này nha. Bích Tết Ấp La. Không gian bán thì mình thấy cũng gọn gàng. Ok. Đây là chị chủ mọi người. Em chào chị nha. Rồi chị, em thấy tấm bảng mình bán miễn phí nước hả chị? Dạ, đó là nước gì hả chị? Ở đây chỉ có trà tắc, dạ, với Pepsi, trà đá. Trà tắc cũng miễn phí luôn. Tại vì ở đây học sinh, dạ, học sinh sinh viên với lại khu này cũng bình dân lao động nhiều ấy. Dạ. Gọn gàng sạch sẽ. Ở đây chị được cái là ở nhà nên bán hết bao nhiêu thì mới làm đồ, dạ, nữa thôi. Bằng nhà của mình luôn. Dạ. Dạ. Sáng giờ là chị chưa kịp cắt đồ vậy. Có khách rồi nên chị, dạ, chưa có kịp làm gì hết á. Dạ. Cái phần của mình đang làm là cái phần bao nhiêu chị? Cái này của em bé mỗi ngày mối của chị ăn, dạ, cái này 25 ngàn. Còn em bé 25 ngàn, em thấy cũng chất lượng quá. Trứng với sứ mại chả. Được mấy cái trứng chị? Một em. Một trứng, dạ. Với ly Pepsi. Ly Pepsi luôn. Em đi hai người được hai ly hả chị? Dạ. Thế đây chị sử dụng bọt cười nè, phô mai con bọt cười. Hấp dẫn chưa? Trứng chị xài cũng hàng kiểm định hết. Dạ. Trứng nào cũng có màu đó. Chích chích. Dạ. Cố treo đi cô Trang em ơi. Bò chị ướp không có kịp, dạ, mà sáng giờ mấy bé vô ăn mình chị ướp đỡ. Thấy khách của mình là mấy bạn trẻ tuổi nhiều ha. Đúng rồi, học, dạ, sinh sinh viên nhiều, tại, dạ, đây nhiều trường lắm em, dạ. Chị bán từ sáng tới 2 giờ nhưng mà lúc này mấy bé đòi ăn tối á. Thành ra chị dọn dẹp ở trong nhà, chị đi phải đi làm đồ chua, làm đồ tiếp cho ngày mai, dạ. Mai khách vô cứ kêu chị vậy đó, chị, dạ, vẫn để vậy luôn, dạ, cho mấy bé vô ăn, dạ. Mình thấy chảo chị để đây tương đối nhiều đó. Khoảng tầm được 6-7 cái bàn mọi người, nhưng mà thấy bàn trẻ tương đối. Mọi người thấy ở ngoài đường thì xe không có luôn á. Mình vừa làm mình vừa trộn luôn hả chị? Đúng rồi, bán nhiều bò. Chị làm nhiều mà, dạ, nên đồ ăn ở đây là không có sợ bị, dạ, ngày nào mới hết à. Thường là mình ướp vậy là khoảng bao lâu thì mình làm được rồi, chế biến được rồi? Chị ướp chị để khoảng 15 phút cho, dạ, nó thấm hơn. Bò tơ nên mềm, dạ, nói chung là khách ở đây thích ăn bò. Ôi thơm quá à, nghe cái mùi tỏi đúng không chị? Em thấy từ cái phần số mấy tới đây là mình có bò? Từ số 11 em. Dạ. Từ số 11 có bò là 38 ngàn. Dạ. Em thấy có phần 42 ngàn. 42 là số 17. Dạ. Rồi phần đặc biệt là đầy đủ hết, có 50 ngàn. Dạ, dạ, để em ăn đặc biệt với được. Mà còn học sinh á là, dạ, vô ăn nhiều nhất là phần 25. Dạ. Em thấy cũng chất lượng đó. Có thời buổi này mà em ăn có 25 mà trứng, dạ, chả, râm bông, nó cũng đầy đủ bồi dưỡng mà, dạ, rồi thêm một ly nước nữa, dạ, trà tắc chị nấu đàng hoàng đó, quầy nước của chị rất là sạch, dạ, trà tắc chị nấu mỗi ngày. Đây chị bán được lâu chưa? Chị bán được 6-7 tháng rồi. Dạ. Nói chung là làm gì cũng phải có tâm em mà, dạ, mình bán đồ ăn là phải sạch sẽ,
mà em thấy giá đây cũng mềm đúng không? Dạ. Giá rất là mềm để dành cho học sinh, sinh viên, không phải rẻ mà là dở, hay là chị phải quảng cáo là tặng thêm nước, không phải đâu. Dạ. Nó đồ ăn vẫn ngon, chất lượng mà. Với thời buổi này dịch khó khăn mà em. Cảm ơn ba cô gái. Hôm nay mấy bạn đây ăn sớm quá hả chị? Đúng rồi, đây chị mở cửa là có mấy bé đợi rồi. Dạ. Nên chị chưa kịp chuẩn bị mà sắp đồ hết trơn á. Dạ. Cái nhật là nói chung là đông lắm, một hồi 8-9 giờ là dạ, chạy không kịp luôn á. Dạ. Ồ, một cây là chị sắt được 3 khúc, vậy là một chảo được một miếng hả chị? Không, một chảo tới 4 khúc lận. Dạ, một chảo 4 khúc lận. Một chảo 4 khúc. Wow. Thôi vậy hơn một cây ha. Đúng rồi. Dạ. Mình bán nhờ số lượng lời, chứ em cứ quy ra đi, đâu dạ, có bao nhiêu lời, ít lắm, nhờ số lượng thôi. Dạ. Mấy bạn đừng có nghĩ hả, rẻ 25k mà không chất lượng. Dạ. Chị vẫn bán hàng sạch đàng hoàng. Giờ chị làm số 2 cho em xem nè. Dạ. Khoảng số 2 mình là bao nhiêu tiền chị? Số 2, 28 cơ. Dạ, 28.000. Đây là phần 28.000 cho anh chị các bạn mình tham khảo. Được một viên xíu mại luôn. Đúng rồi. Dạ. Còn đây là pate rồi. Pate. Rồi 28.000 dạ, một ly nước nữa thì à, là no rồi. Có một bánh mì. Dạ. À, bánh mì là kèm theo rồi đúng không chị? Bánh mì là kèm theo rồi. Dạ. Cá mồi kìa. Dạ. Chuẩn bị tái bò mọi người. Thơm quá. Đúng rồi. Tại bò chị lấy ở đây có bò tơ của thương hiệu. Dạ. Chị để cho nó không có khô bò nữa. Dạ. Ai nấu ăn cũng có bí quyết mà. Dạ. Rồi chị xào tái tái thôi, là một hồi ăn tới lúc la. Dạ. Bỏ là vô. Và nó có một cái nước sệt sệt ha, nhìn nhìn hấp dẫn. Quá chừng luôn. À, giờ mình sẽ ăn hai phần nha, một phần 25.000, một phần đặc biệt. Rồi giờ chị làm cho em phần 25.000 nha. Chảo đây, bánh mì chảo. Trứng nè.
thịt dăm bông. Có chả luôn mọi người, thịt dăm bông chả. Dạ. 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 Còn phần đặc biệt chắc là không thiếu món gì. Dạ. Trời ơi, con pate bự đi luôn hả chị? Ok. Mấy bé đây muốn ăn xin thêm pate chị cũng tính tiền. Dạ. Nói chung là khách nhí thì gì. Dạ. Chị gấp la luôn. Em ăn thứ 9 tháng 6 mà. Dạ, ấp la nha chị. Dạ. Rồi, cái này nọ tiêu. Dạ. Chuyển qua bên kia. Rồi, giờ chị làm cho em phần đặc biệt. Đặc biệt là bao nhiêu tiền chị? Đặc biệt 50k. 50, trời. Sẽ quay một phần đặc biệt cho người xem nha. Hình như em thấy trên menu không có phần đặc biệt này. Có. Có không? Có chứ. À dạ. À rồi, cảm ơn chị. Thì đã có mọi người. Để mình xem coi phần đặc biệt có gì nha. Có trứng, có xíu mạ. Được một một miếng phô mai luôn. Bò này chị mới ra tái xong này, mọi người thấy con bốc khói lên. Dạ. Nó không có thịt bao giờ bị khô hết. Này là chồng chị đó. Dạ. Chồng thích nấu ăn lắm. Dạ. Miếng bò thì để đi luôn, không dạ. Khô nữa. Nhưng mà bán cho khách là có cá mòi này không? Có. Dạ có đúng không? Nhưng mà có khách dạ khi nhận á, dạ. không lấy cá mòi thì mình lại thêm những cái khác. Dạ. Vậy là nói chung là đầy đủ hết. Ví dụ người ta muốn ăn 50, dạ. Nói là không ăn xúc xích đi thì mình thêm 3 miếng khò. Dạ. Miễn là gom đủ vô thôi. Rồi, dạ, xong. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Ở đây bánh mì lúc nào cũng nóng á, tại chị có cái lò nướng ở trong nhà luôn. Bỏ thêm cái rế. À, cái đồ chua để riêng vậy. Đi chả tắt mọi người ơi, uống nước miễn phí á. Được. Rồi, chào buổi sáng ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho mọi người về bánh mì chảo. Một món ăn rất là quen thuộc của người Sài Gòn nha. Đó. Ngoài bánh mì kẹp thịt á, rất nổi tiếng rồi. Một cái nét đặc trưng ở Sài Gòn đó là bánh mì chảo. Rồi, mình sẽ chia sẻ đây. Cái chảo mình kêu một cái chảo đặc biệt và một cái chảo 25.000. Mình quay cho mọi người xem về cái menu, mình thấy giá từ 25.000 nè. Đó. Rồi, qua bên đây. Ok. Rồi. Cái chảo 25.000 mọi người. Giá rất là hợp sinh luôn. Có một miếng chả to, miếng thịt chim bông,
nồi trứng ấp la pate rồi 25.000. Mình sẽ cho thêm một tí tương ớt vào đi. Đây mình thấy chị xài tương ớt, tương cà Cholimet không mọi người? Cũng được. Không an tâm nha. Ok. Như chảo này không có nước xíu mại. Đó. Thấy nhiều hả? Rồi, cái chảo bên đây. Chảo bên đây là chảo siêu đặc biệt. 50.000. 50.000 của quán nha. Là gấp đôi với chảo 25 á. Là mọi người thấy nè, có một viên xíu mại, có phô mai, một trứng ốp la xúc xích. Còn đây là chả, một cái khứa cá mồi. Đây là thịt bò. Đó. Là bít tết đó mọi người, chị đi gọi đây là bít tết. Đây gì đây? Thịt chấm bông nữa nè mọi người, nằm dưới đây. Còn hai cái chảo này thì có cái nước xíu mại nên nó kiểu như nó không bị khô như cái chảo 25.000. Thì mình cũng cho một tí nước tương Cholimet vào. Còn lại. Rồi. Sẽ kèm theo đồ chua. Có dưa, có đồ chua. Được bánh mì, hay ổ bánh mì. Ủa, bánh mì nặng quá hả? Bánh mì nhỏ mà nặng quá chân luôn. Nó hơi mì mọi người, nếu mà nó giòn rụm thì ok hơn. Chứ mình để này gió hay quặng. Xe ra. Thầy chị chia sẻ đây là mặt bằng nhà. Giá cũng tương đối ổn. Bò vào. Đó, cho một chát miếng pate đây nè. Xúc xích. Rồi. Được một miếng xúc xích. Cho một miếng khứa cá mòi luôn. Cá mòi ba cô gái. Một miếng xíu mại luôn. Đầy đủ luôn. Một miếng phô mai luôn. Rồi. Qua đây cho dưa đồ chua vào. Trứng ấp la. Rồi, thưởng thức. Nhưng mình cắn vào ngay cái cá mòi mọi người, rất là đậm đà. Nhưng mình nếu mà có cái bánh mì ở đây mà nó giòn hơn một tí nữa thì mình nghĩ sẽ nó tuyệt vời hơn rất nhiều. Chảo của mình nó cảm giác không bị khô mọi người. Thằng cái này chắc béo lắm luôn. Cái béo ngậy rồi. Đây là cái chảo 25.000 mọi người. Trứng ấp la và bò nha. Đó. Làm cho em chị có cho nhiều không vậy? Chứ em thấy 25.000 vậy là tương đối là rộng rãi. Chị bán thêm. Dạ. Có mấy bé học sinh hả cô ơi, con thiếu 3.000 thôi cho con luôn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Thì bò thêm chị bán cũng 12.000. Dạ. Bò
thiên cho mấy em ăn đó. Trứng ấp la bò gì đó. Thôi, mình ăn hai chảo rồi, bây giờ mình kêu một cái chảo này nữa để chia sẻ cho người luôn nha. À, cắt cái này đi. Chép. Tại nãy nghe chị nói là trứng ấp la bò là 25 ngàn. Nhưng mà mình không biết nó như thế nào thôi mà. Tại vì mình cũng phải quay luôn và kêu luôn để ăn chia sẻ cho người coi như thế nào nha. Là mình thích đơn giản như thế này thôi, mình không cần phải trả thịt dăm bông gì đâu. Ồ, mình có hỏi chị á là chị bán cho khách cũng như vậy luôn, 25 ngàn mọi người. Quá tuyệt vời. Trời ơi, các bạn không cần kêu bánh mì thêm đâu. Ngon lắm rồi. Để mình quay chia sẻ thêm. Đã chưa? Trứng ấp la. Đó, 25 ngàn nha, vẫn có bò nha mọi người. Chủ quán dễ thương, nhiệt tình mọi người. Thôi đừng điện một tí, cho tương ớt vào. 25 ngàn thôi mà. Đó. Chua mọi người, chua chua ngọt ngọt, rồi đặc biệt rất là giòn. Còn thịt bò, miếng to chứ không phải miếng dầm 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 nha. Thịt bò ngọt, mềm và đặc biệt là rất là thấm gia vị. Con miếng cho tắt mọi người, nước miễn phí. Bây giờ trong buổi sáng ngày Chủ nhật hôm nay á, là mình cũng có mặt ở chung cư Ngôi Gia Tự để chia sẻ cho mọi người về bánh mì chảo ở đây. Chỉ có từ 25 ngàn thôi, được miễn phí nước. Đặc biệt là chị chủ rất là dễ thương. Mình chưa nói về chất lượng, đặc biệt là chị chủ cực kỳ dễ thương mọi người. Anh chị các bạn mình nếu có quan tâm đến chuỗi Rơm Tân Quận 10 thì mình click vào bình luận bên dưới. Mình có để thông tin tất cả luôn, thời gian bán luôn. Còn bây giờ xin mấy bye và hẹn gặp lại để mình ăn tiếp mọi người ơi. Ăn hai chảo, chảo này chảo thứ ba đó. Bye bye. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.